Trong video trước, chúng ta đã cùng gặp gỡ một con sâu nhỏ xíu nhưng có một chất độc trong chiếc đuôi. Nếu như các bạn chưa xem thì có thể xem lại ở đây nhé. Còn bây giờ, cùng mình khám phá muôn loài động vật trong video hôm nay thôi. Xin chào mọi người. Trong video hôm nay, muôn loài động vật sẽ giới thiệu đến các bạn một con vật có một màu vàng tươi tuyệt đẹp. Chúng tuy có nhớt nhát nhầy nhụa, nhưng chúng rất thân thiện và vô hại nhé. Đó là sơn Bananoslus, hay còn được gọi là sơn chuối. Đúng rồi các bạn ạ, vì nó vàng như một trái chuối chín, thế nên người ta gọi nó là sơn chuối luôn đấy các bạn. Loài này có nguồn gốc ở Tây Bắc Thái Bình Dương, từ trùng California đến Alaska. Chúng ẩn nấp dưới những tán cây nhỏ và ẩm ướt gần mặt đất. Cũng như những loài sơn khác, chúng rất chậm chạp và vô cùng đáng yêu. Nó là một trong những sinh vật chậm nhất trên trái đất, di chuyển với tốc độ tối đa 17cm mỗi phút. Nhìn nó một hồi, tự nhiên thèm chuối lạ lùng đấy các bạn ạ. Chắc tôi phải đi mua một nải chuối ăn luôn quá. Chúng có thể dài tối đa 20cm và thuộc top những loài sơn lớn nhất trên trái đất. Điều đặc biệt là chúng có một cái chân và một lá phổi đấy. Các bạn không nghe nhầm đâu, một chân và một lá phổi. Ôi eo, vừa mới khen nó đáng yêu xong thì bắt gặp cảnh nguyên bầy nó bò như thế này thì thật đáng sợ. Nguyên một đám vàng khè cứ nhúc nhích mình mẩy đây nhờ. Ôi kinh quá. Tôi nghĩ mấy em này nên cứ ở một mình thôi, chứ tập trung như vậy làm người ta sợ khiếp vía mất. Tuy vậy, nhưng chúng ta phải vỗ tay khen ngợi bọn chúng đấy các bạn ạ, vì những đóng góp của nó trong việc làm sạch hệ sinh thái. Sơn chuối đích thị là một nhân viên vệ sinh môi trường. Chúng ăn mảnh vụn, chất hữu cơ chết, bao gồm lá và thực vật rơi, phần động vật, rêu và bào tử nấm. Sau đó tái chế thức ăn của chúng thành chất thải đậm đặc dinh dưỡng, bón cho đất khỏe và làm sạch môi trường. Với những đóng góp này, nó chính thức trở thành linh vật của Đại học California, Santa Cruz vào năm 1986. Sau đó 25 năm, các quan chức thành phố Santa Cruz đã tuyên bố ngày 27 tháng 9 năm 2011 là ngày sơn chuối. Các bạn thấy như thế nào? Đây có phải là một loài sơn đặc biệt không? Hãy để lại bình luận dưới video nhé! Trong video sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về một loài mèo vô cùng đáng yêu luôn. Với đồ chừng ngắn ngủn, một thân hình ú nu ú nần, cưng hết phần thiên hạ. Hãy theo dõi video tiếp theo vào ngày mai nhé. Xin chào!